Mình xin chào tất cả anh chị em cô chú đang xem video của Nhân Vlog 1989 nha. Ngày hôm nay là ngày 17 tháng 7 năm 2023, thứ hai đầu tuần rồi. Thì lời nói đầu tiên mình xin kính chúc cho mọi người luôn thật là nhiều sức khỏe, bước sang ngày mới, tuần mới mình làm việc cho nó có hiệu quả cao nha. Sau những cái giờ làm việc thì anh em mình gặp lại nhau trong chương trình giao lưu. Mỗi một ngày thì mình chia sẻ một cái mẫu hồ mới, một cái cách làm lọc mới lên kênh để cùng như là mọi người tham khảo. Qua đây thì mình cũng muốn gửi cái thông điệp đến tất cả mọi người. Nếu mà anh chị em cô chú nào hiện tại bây giờ ở nhà mình đang có những cái hồ mini á, từ một khối đổ lại, anh chị em gặp khó khăn trong cái vấn đề xử lý nước nè, làm lọc chế cũng như là điều trị một số bệnh cơ bản cho cá coi, thì mọi người nếu mà tin tưởng thì có thể liên hệ với lại Nhân qua số Zalo trên màn hình nha. Thì mình sẽ tư vấn cho mọi người hoàn toàn miễn phí, đồng hành với lại anh chị em đến khi nào hồ của mình đi vào ổn định thì thôi nha. Quay trở lại chương trình ngày hôm nay thì trong video này mình giới thiệu với lại mọi người một cái mẫu hồ, hồ chánh của mình ở tầm cỡ khoảng gần 3,4 khối nha. Hồ này thì mình đã được sự đồng ý của anh Long ở tỉnh Vĩnh Phúc nha mọi người. Thì anh Long đây là một cái người anh mà có lẽ là rất là thân thiết, anh em biết nhau cũng hơn 2 năm rồi. Từ lúc mà mình làm những cái hồ mini rồi mình chia sẻ những cái mẫu hồ cũng như là những cái cách điều trị bệnh lên kênh, thì nói chung là anh em cũng thường trao đổi với nhau về cái vấn đề điều trị bệnh cho cá cũng như là cái hệ thống lọc làm như thế nào để càng ngày cái hệ thống lọc của mình nâng cấp lên để giúp cho cái chất lượng nước trong hồ của mình nó được xử lý một cách tốt nhất. Thì trong cái thời gian vừa qua hơn một năm trở lại đây thì anh Long đã sáng chế thêm một cái hệ thống lọc nữa, có nghĩa là lọc thông thường của anh em mình sẽ là 3 ngăn hoặc là 4 ngăn, sau đó bơm mình sẽ bơm lên dàn Baki. Nhưng mà ở đây thì anh Long có chế thêm một cái nữa, có nghĩa là đến ngăn cuối cùng của mình là ngăn bơm thì anh Long tiếp tục bơm lên một cái khay tách phân. Cái tách phân này của mình rất là hiệu quả nha mọi người, nó sẽ tách đi những cái cặn li ti, những cái phân nát nó còn sót lại ngay chỗ cái phần ngăn bơm của mình nha. Thì đến thời điểm hiện tại bây giờ sau hơn một năm làm cái hệ thống lọc này thì nước trong hồ của anh Long rất là trong và cá của mình cực kỳ khỏe luôn. Ngày hôm nay thì mình chia sẻ hồ của anh Long lên, thứ nhất là giao lưu với là mọi người, thứ hai là giới thiệu cái hệ thống lọc tách phân ở cái ngăn cuối cùng. Thì nếu mà anh chị em cô chú nào ở nhà hệ thống lọc của mình 3 ngăn, mình đang muốn kiếm thêm một cái hệ thống lọc tốt hơn nữa, xử lý nước tốt hơn nữa, thì mọi người có thể là tham khảo cái cách mà anh Long làm hệ thống lọc nha. Bây giờ ở đây thì mình sẽ chia sẻ một vài cái thông tin hồ của anh Long, sau đó mình sẽ nhờ anh Long ảnh chia sẻ cụ thể cái cách mà anh Long vận hành để cho mọi người hình dung cho nó dễ luôn nha. Em xin làm phiền mọi người một tí xíu nha. Đây là thức ăn và thuốc tím của bên shop bên em á. Thì hiện tại bây giờ em đang cung cấp hai dòng sản phẩm này. Nếu mà anh chị em cô chú nào mình có nhu cầu á thì có thể liên hệ với lại Nhân qua số Zalo trên màn hình nha. Đây là toàn bộ khung cảnh hồ của anh Long nè mọi người. Để bây giờ mình chia sẻ một vài cái thông số hồ của anh Long để mọi người xem coi là ở nhà đó mình có thể nào làm một cái mẫu hồ giống như của anh Long hay không nha. Thì hồ chánh này của mình chiều dài là 3m nha mọi người. Chiều ngang của mình là 1m4 và mực nước trong hồ thì anh Long đang để là 80. Như vậy là mình tính ra hồ chánh này của anh Long nó tầm cỡ khoảng là 3,4 khối nha. Trong hồ thì anh Long đang làm là 2 hút đá 60, 1 hút mặt 60 và 1 hút lửng 60. Thì ngay chỗ cái phần đi cái đường ống nè thì mình lưu ý một tí xíu để anh em nào đang dự định xây hồ á, thì cứ hồ của mình tầm cỡ khoảng 3 khối hoặc là 4 khối, cứ 4 cái đường ống giống như của anh Long mà mình nối qua bên hệ thống lọc nha. Chắc chắn 100% là nếu mà anh em xài cái bơm dao động tầm cỡ khoảng 30 đến 40 ngàn thì với 4 cái đường ống 60 này nước nó cấp từ ngay chỗ hồ chánh qua hệ thống lọc của anh em đủ. Tránh cái tình trạng là mọi người đi đường ống 42 hoặc là đường ống 49. Sau này một cái thời gian ví dụ như là anh em muốn tăng bơm lên hoặc là nâng cấp hệ thống lọc để mình chuyển sang cá Nhật, những con cá có giá trị cao á, thì nó sẽ bị cái tình trạng là hụt nước nha. Đó thì đó là một trong những cái lưu ý cơ bản mà mình nhắn gửi để anh em nào đang chuẩn bị xây hồ thì mình có thể là tham khảo ngay chỗ cái phần đi cái đường ống hút đáy hút mặt để giúp cho cái hệ thống lọc của mình nó hoạt động một cách hiệu quả nha. Bây giờ ngay chỗ cái phần hệ thống lọc á, thì mình sẽ nhờ anh Long ảnh chia sẻ nói chung là chi tiết luôn để anh em xem coi là cái hệ thống lọc ở nhà của mình á, nó xử lý nước tốt chưa. Nếu mà mọi người muốn làm thêm một cái tách phân nữa để giúp cho chất lượng nước trong hồ của mình nó xử lý tốt hơn nữa thì anh em có thể là tham khảo cái cách mà anh Long vận hành hệ thống lọc nha. Chào mọi người nha, một mình đây, dài 3m, rộng 1m4 sử dụng, 2 hút đáy 60, 1 hút mặt 60, 1 hút lửng 60, sâu là 70 đến 80 phân, cá thì mới thả còn nhát. Đây là bên lọc này. Đây.
hai đáy 60 này, nút lửng này, nút mặt ở dưới, ngăn một chổi, ống thông ngăn sang 3 ống 110. Khoa thứ hai là Zimax, thứ ba là bơm. Bơm thì mình đang dùng hai bơm, một bơm 20.000 và một bơm 16.000. Mình bơm lên cái chế cái tách phân. Đấy, bơm chế tách phân. Dưới inox. Cắt phân. Dưới này thì mình chế hai cái ống 60. Đi xuống thùng này là phun chất thanh. Phun chất thanh. Không có sổ oxy tự sục có nha. Không như ai. Thùng này của mình thì là hạt cái led. Tự sủi nha, không có tự chế, tự sủi. Đây là mình chế Vettori. Mình từ đây ví dụ mình thích to rồi nhỏ, ví dụ sủi. Cá thì cá mới nha, cá Nhật, cá mới. Ví dụ là mình thích bé thì mình lại cho nó bé lại. Chúng là đồ mình thì tự chơi thì tự chế được, chơi làm sao cho anh em đỡ tốn kém nhất và đạt hiệu quả nhất thôi. Chất lượng nước thì là hồ mình thì gần 4 khối cả lọc. Vừa rồi thì anh Long đã chia sẻ với lại mọi người rất là chi tiết hệ thống lọc hồ của anh Long nha. Sau khi mà xem qua lọc của anh Long á, mình thấy có hai cái vấn đề mà mình rất là ấn tượng nha. Cái đầu tiên là cái tách phân và cái thứ hai là cái Venturi, mình chỉnh lớn nhỏ tùy thích nha. Đây là một trong những cái vấn đề mà trong cái thời gian qua có rất là nhiều bạn nhờ mình hỗ trợ chế cái Venturi á. Nói chung là Venturi có nhiều cách làm nhưng mà cái cách của anh Long đây mình thấy rất là hay nha. Thì lọc á, thông thường của mọi người sẽ là 3 ngăn, một ngăn lắng, một ngăn Zimax và một ngăn bơm. Thì ngay chỗ ngăn bơm thì cơ bản mọi người sẽ chia tê một đường mình ra làm thở luồng và một đường mình lên thác hoặc là qua dàn ba ki lọc nước rồi trả về hồ cung cấp hàm lượng oxy. Ở đây thì anh Long tiếp tục sẽ bơm lên một cái tách phân. Cái này rất là hay nha. Nó sẽ tách đi những cái cặn li ti, cái thức ăn dư thừa, phân nát ra bên ngoài. Tầm cỡ khoảng 2 ngày hoặc là 3 ngày mình sẽ vệ sinh một lần. Rất là tiện lợi luôn nha mọi người. Nó không có tốn thời gian nha. Sau đó nước sạch của mình sẽ xuống cái thùng lọc đầu tiên. Thì trong đây mình không có sử dụng cái sủi oxy nha. Nước sạch của mình xử lý, sau đó qua thùng thứ hai. Hạt canet của mình là tự sủi luôn. Rồi cuối cùng thì nước của mình sẽ theo cái đường ống trả về hồ, mình làm luồng với lại là chế Venturi. Thì cái cách mà anh Long đang làm mình thấy là nó đơn giản nhưng mà toàn bộ là anh Long tự chế hết. Nó mang lại cái hiệu quả rất là cao. Chất lượng nước thì như anh em cũng thấy là cái độ sâu của mình 70 trở lên.
mà mình nhìn thấy nền hồ luôn, thì chứng tỏ một điều rằng cái bộ lọc hiện tại bây giờ anh Long đang làm nó hoạt động một cách rất là hiệu quả nha. Ngày hôm nay thì mình cùng với là anh Long đã giới thiệu với là mọi người một cái mẫu hồ nó tầm cỡ khoảng 4 khối hồ chánh và lọc, hệ thống lọc chế rất là hiệu quả. Thì anh chị em cô chú nào ở nhà hồ mình đang sử dụng 3 ngăn hoặc là 4 ngăn lọc, mình cảm nhận nó chưa hiệu quả, mình muốn chế thêm để nó giúp cho cái chất lượng nước của mình tốt hơn, thì mọi người có thể là tham khảo cái cách mà anh Long đang vận hành nha. Thôi chắc có lẽ là mình xin phép cũng kết thúc video tại đây luôn nha anh em. Thì cũng đại diện cho bên kênh anh Long, em cảm ơn anh rất là nhiều đã chia sẻ hồ cũng như là hệ thống lọc lên kênh để cho mọi người tham khảo. Thì đại diện cho mọi người đam mê chơi cá coi nói riêng và toàn thể anh chị em cô chú xem được video này nói chung, em chúc cho anh cũng như là gia đình mình luôn dồi dào sức khỏe. Em chúc cho công việc của anh Long làm ăn ngày càng tiến triển, phát đạt và thành công hơn nữa nha. Mọi người xem video thấy những cái mình cũng như là anh Long chia sẻ nó hữu ích thì hãy nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ hai anh em mình nhé. Một lần nữa mình xin chúc cho tất cả mọi người xem video vui vẻ nha.